Xin chào tất cả mọi người nha. Thì như thường lệ thì bonsai thường lên giao lưu với tất cả mọi người những cái cây bonsai mini và tầm trung thì vào 11 giờ trưa và 7 giờ tối. Thì hôm nay thì tiếp tục lên giao lưu với mọi người một vài cây. Thì trước mắt mọi người là một cây trà Phúc Kiến. Cây trà Phúc Kiến này là một cốt ba thân, phúc lộc thọ, thì cây cũng khá hay. Rồi đã quay một vài vòng mọi người xem. Dòng trà Phúc Kiến thì Trường Thi cũng giao lưu rất nhiều anh em rồi, cũng đã giao lưu với anh em rất nhiều cây, cũng để giới thiệu kỹ ở những video trước. Rồi để đo cái kích thước cho mọi người xem, đo cái hoành đế cho mọi người xem. Thì cây này hoành đế tại vị trí đo là 26 26. Cây này thì cái thân này thì ba thân, thì mỗi thân nó tương đối bằng nhau, thì thân này khoảng 10 10, thì hai thân còn lại nó tương đối bằng nhau. Thì cây này thì cái chiều cao cây, chiều cao cây mà tính từ cái mặt chậu lên tới đỉnh ngọn thì khoảng 50 50, phủ tán thì tầm khoảng 30 nha mọi người, khoảng 30 vô cái chậu tròn thì kích thước khoảng tầm 30, và chiều cao của chậu thì khoảng 12 phân. Thì cây này nó được cái là cái bộ đế cũng khá hay. Đấy, bộ đế này nó rất là đẹp nha mọi người. Cây này cũng khá hay nha. Chi cành thì được xử lý tương đối kỹ. Đấy, xử lý tương đối kỹ rồi. Giao lưu với anh em về người ta chơi. Không cần làm gì nữa nha. Xử lý khá tương đối, khá ok rồi. Rồi cái cây trà Phúc Kiến này thì giao lưu của anh em là giá 750k bao ship. 750k bao ship nha. Rồi tiếp theo cây số 2 trong quỹ heo hôm nay thì cây một cây gân tu hú, gân tu hú hay còn gọi là cây gân vàng nha mọi người. Cây này là hàng bonsai mini 1 người B, hàng để ban công cho anh em. Thì cây này là được vào một cái chậu men Trung Quốc thì cũng khá hay rồi, khá hợp với cây. Cây cũng được xử lý chi cành khá kỹ. Cây này là dòng chơi hoa, chơi trái và chơi lá và cả lũa nha mọi người. Cây khá hay nha. Rồi để đo cái kích thước mọi người xem, thì đo cái vành, đo vành tại vị trí này nha mọi người. Rồi trừ viên đá ra nha, theo vị trí kích thước là khoảng 37 nha, 37. Chiều cao cây tính từ mặt chậu thì khoảng 22, và phủ tán tính tới vị trí đây thì khoảng 37, chậu hạt xoài là kích thước 30 và chiều cao là 10 phân. Cây này thì chi cành cũng định hình tương đối khéo ok rồi, tầm 60% nha. Thì giao lưu với tất cả mọi người, ta về là để vậy mà ta chơi luôn thôi, không cần làm bất cứ gì nữa nha. Bơi xe Trường Thi cũng đã thay chậu, cũng đã làm đất cũng xử lý tất cả ok rồi. Giao lưu mọi người chúng ta về cứ vậy chúng ta chăm sóc và chúng ta chơi thôi. Cái những cái cây mini mà nó được lộ rinh như thế này thì cũng nó cũng khá đẹp. Hạt của hàng thì nuôi lâu dài thì nó sẽ cũng khá hay. Rồi cái cây gân tu hú này thì giao lưu mọi người giá 750k bao ship. 750k bonsai Trường Thi bao ship cho mọi người luôn, ship nguyên chậu cho mọi người nha.